nó cho một đôi bát 40 và một đôi bát 30. Hôm nay em sẽ đi vào chi tiết từng mã loa cho các bác. Riêng đôi bát 40 này các bác đánh sân khấu thoải mái này, sân khấu hội trường đây. Để thiết kế phân tần của nó để em cho nó gần lại cho các bác nhìn này. Có điện nó mới có nhìn. Còn nó chưa hầu hết ạ. À? Tất cả từ cái dây các bác nhìn dây thì bác biết luôn. Dập hết tên thương hiệu trên dây luôn này. Bác nhìn chưa? Dây zin từ cái dây luôn. Zin từ cái dây luôn ạ. Tất cả đều dây zin xịn hết. CSA. Đối với đôi loa bát 40 này. Bát 40 này. Đến quay sang sau có mức giá là 14.900. 14.900. Riêng đối với dòng loa châu Âu thì không thể chê về chất lượng được. Đôi loa này có tên gọi là V3. 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 Công suất 600W. Đây là công suất thực. Người ta nói thì tôi các bạn công suất thực. Trở kháng từ 8 đến 16 ohm. Còn sau đây em sẽ quay chi tiết của củ loa cho các bác. Loa châu Âu đấy. Con này được thiết kế với lại một bát 40 này. Một bát 40 từ 20 này. Từ găng tay em đặt là 20 này. Con này là củ từ đây. Thì hô một quay gì này. Không biết họ ghi tại sao là đằng kia mà trong công suất củ loa lại tận 300W đi. Công suất củ loa này 300W. Công suất cả tép với con chung này. Mới có tép con chung này nướng 200W này. Cả tép cả chung nó đi. Nó đúc liền một bộ luôn. Một combo một khối luôn này. Đấy. Made in này. Made in Euro cái gì đây. Đây là hình kích của Euro rồi. Hàng châu Âu. Loa này báo cáo với bác là loa này là loa màng chống nước luôn ạ. Đây, màng chống nước nhé. Côn di từ trong ra ngoài luôn. Bác nhìn chưa? Màng chống nước đấy. Đây, màng chống nước thì bác nhìn thấy luôn rồi. Đây là màng chống nước. Đấy. Bát 40, cân vài tầm dầu. Con này làm các cạnh chém góc gần như kiểu dòng loa Philips của dòng nghe nhạc. Loa châu đã bát 40 đấy. Sang đến đây. Con trung kèn này nó tầm 36 trung kèn. Riêng con này trung kèn này, con trung kèn này nó đúc liền khối với cả một con tép. Tép kèn này nữa. Và nó ghi tổng công suất của hai con này là 200W. 200W. Đấy, các bác nhìn này. Họ đúc liền khối luôn. Đúc liền khối luôn ạ. Liền khối tất, nhìn sợ chưa? Choáng chưa? Đấy. Con trung màng giấy gân vải tầm dầu. Siêu tép kèn luôn. Chưa lau dọn gì đâu ạ. Con này mà lau đi nó sáng đẹp lắm này. Đấy nó nhìn. Lau đi. Hàng bãi thì cứ em mới về cứ quay kiểu này. Nếu lau dọn thì các bác lại bảo hàng mới, thì không phải hàng bãi, hàng nhái. Mức giá 14.900. Tất cả con này chắc chắn lắm ạ. Thép. Kích thước chiều ngang nó tầm khoảng độ 43, tức là chiều sâu 40, chiều cao 1 2 3, chiều cao 70 ạ. Tầm 65 đến 68 trên 70 tầm đấy. 14.900. Sang tiếp tục đến với con DAE này. Con này thì chắc các bạn biết rồi đấy. Con DAE này trước cách đây khoảng gần 1 năm, hơn 1 năm trước cũng có một lô nhiều. Đôi DAE này có mấy lô về cơ, về xong lại đi. Về xong đi. Đây là cái đôi loa DAE. Model là XL12+. Con này thì các bác đã nhiều bác lấy rồi. Công suất mắc của em nó là 800W một chiếc. Trở kháng 8 ohm. Một đôi nó là 1.600. 1.600. Đấy. Thì đây sau đây em sẽ khui củ cho các bác. Tất cả đều là loa hàng châu Âu luôn. Con củ nó có nhìn này, thì sợ chưa? Đây con củ đây em ơi, nó dễ làm đây. Không có nặng, không thể xích được đâu. Là cái dạng tay dê khó chịu.
bát 30 từ cái côn nữa, khung xương quá là gấu luôn đấy, đoàn nước ngoài. Con này côn to lắm, cố tình quay côn cho bác nhìn xem độ đẹp của zin như thế nào ạ. Loa bao zin cho các bác hết, bao zin bao chất cho các bác luôn, bao zin bao chất cho các bác, bao zin bao chất. Con này màng cũng thiết kế chống nước, màng thiết kế chống nước, màng thiết kế chống nước là họ được tráng một lớp dầu bóng ở ngoài, đa số dầu bóng để nó chống vô tình nước mưa thì nó không bị ngấm vào giấy của màng loa đấy. À, còn về thông số của loa đây ạ, loa thì tên ở ngoài là DAE rồi, trong củ đây cũng DAE. Đây là tất cả những thông số của hãng loa DAE 12W7 cấp 76 EG, và nó có đường link sản xuất đôi này. Các bác chỉ cần gõ vào máy tính ý, hoặc điện thoại cái đường link của nó www.daeaudio.com là sẽ tìm được cái đường link của hãng sẵn sản xuất ra đôi loa này, được chưa? Đây là những đôi loa nó xuất xứ từ châu Âu, có nguồn gốc rõ ràng đàng hoàng đấy. À, sau đây em sẽ sang đến con kèn, có phân tần của nó khá khủng, sang con kèn đã trùng, con trùng kèn đấy. Vậy đây các bác nhìn này, đấy chung kèn có nhìn chưa, made in Italia à, khỏi phải nghĩ rồi. Đây con nhìn luôn, có tem chống hàng giả này, made in Italy luôn trên này, được chưa? Đấy tem ánh kim của nó là made in Italy nhé, dập chìm luôn này, được chưa? Nhìn thấy chưa? Này nói chung là dây từ zin, từ cái dây luôn, dây zin. Phân tần thì khủng rồi, phân tần thì rất là khủng. Đấy. Con này được thiết kế với cái màu vỏ màu cà phê, chiều sâu của thùng khoảng độ 35, chiều ngang của thùng tầm 38 và chiều cao 1-2, chiều cao 50, hơn 50 một chút. Có thể treo dọc này, vít treo dọc này, treo dọc này, treo ngang được này, và có thể cắm cọc này, có cọc, lỗ cọc. Đôi loa này có thể cắm cọc được ạ, cắm cọc có như các bác nhé, này cọc có này, treo dọc bên trên này có này, có hết. Và giới thiệu cho quý vị là hai mã loa đến từ châu Âu, giá thì đôi này là 8.9 triệu, trước toàn 9 triệu 10 triệu mấy thôi, 9 triệu 8 10 triệu mấy thôi. Hẹn gặp lại các bác clip sau.